Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phục dựng lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc ED tại xã Chư Né. Ngân hàng Vietcombank khai trương hoạt động máy bút ATM tại trung tâm huyện Chromebook. Chương trình giải ngân vốn vay dự án sản xuất cà phê sạch tại xã Hải Sinh. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh năm 2023. Đảng ủy xã Chư Né tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Xã Chư Bô công bố quyết định và ra mắt mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại Buôn E Nho. Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất 2023. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 3 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Chromebook tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bưng Đờ Rang. Hội nghị đã thông qua quyết định số 783 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chromebook về việc tiếp nhận đồng chí Hợp Pin Mờ Lô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bưng Đờ Rang vào làm công chức tại Phòng Tư pháp huyện và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Chromebook. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Hợp Pin Mờ Lô, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng đồng chí Hợp Pin Mờ Lô nhận nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, thời gian qua và trên cương vị công tác mới, đồng chí Hợp Pin Mờ Lô sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn để cùng với tập thể Phòng Tư pháp huyện đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Chromebook tổ chức chương trình phục dựng lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc ED tại Buôn Rao, xã Chư Né. Buổi lễ được tổ chức tại bến nước Buôn Rao và nhà ông Y Búc Cờ Bá. Để chuẩn bị cho chương trình lễ cúng, ngay từ sáng sớm, những thanh niên trai tráng trong buôn qua nhà chủ bến nước lấy chén rượu và hạ cột ở gian khách. Đồng thời, một số thanh niên khác đi chuẩn bị lễ vật. Sau khi bày lễ vật xong, thì tiếng chiêng được tấu lên, báo cho dân làng được biết công tác chuẩn bị đã xong. Mọi người trong buôn về tập trung tại nhà chủ bến nước. Tại bến nước, lễ cúng bắt đầu. Nội dung của phần lễ cúng mang ý nghĩa. Hôm nay, chủ bến nước và bà con dân làng trong buôn làm lễ cúng bến nước. Cầu mong các giàng phù hộ cho nguồn nước trong lành, dồi dào và thông suốt, không bao giờ cạn. Dân làng khỏe mạnh, ấm no, mùa màng bội thu. Tổ chức các triển khai đến các địa phương mà thực hiện phục dựng lại các lễ cúng lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào đồng số tại chỗ, đặc biệt là đồng bào ở đây thì thực hiện nghị quyết số 10 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Thì sở thì đã tham mưu ban tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trên toàn tỉnh. Thì hàng năm thì trên cơ sở cái kế hoạch của tỉnh như thế thì ủy ban dân các huyện là xây dựng kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động, trong đó cái việc mà tổ chức triển khai cái phục dựng lễ cúng truyền thống của bà. Làm lễ tại bến nước xong, thầy cúng và mọi người đi về nhà để làm lễ cúng tại nhà. Xong lễ cúng, chủ nhà cầm cần uống rượu theo thứ tự, nữ chủ nhà uống trước, nam chủ nhà uống sau, rồi đến lượt anh em họ hàng, buôn làng và khách gần xa lần lượt cùng vào uống rượu. Lễ cúng bến nước từ xa xưa được người dân ED chú trọng và thực hiện hàng năm sau khi thu hoạch xong mùa màng. Vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch, bà con trong buôn chuẩn bị lễ vật để cúng bến nước, cầu thần linh ban phước cho dân làng, nguồn nước dồi dào, làm ăn khá giả, mạnh khỏe, đoàn kết. Thông thường lễ cúng được diễn ra trong 3 ngày, ngày thứ nhất là ngày chính của lễ cúng, ngày thứ hai cấm buôn, ngày thứ ba mở cổng buôn. Lễ hội này thì nó cùng với cái cúng lúa mới, rồi ăn cơm mới, vân vân. Lễ hội thì các năm qua cũng đã được phòng văn hóa thông tin triển khai tổ chức thường xuyên. Thời gian tới thì kế hoạch của phòng văn hóa thông tin cũng tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tổ chức nhiều hơn nữa các cái hoạt động phục
dựng các cái lễ hội để bảo tồn các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lễ cúng bên nước là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của người Ê Đê, cần được bảo tồn và phát huy. Đây không chỉ đơn thuần là một tín ngưỡng mà còn mang một nét đẹp trong văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Ê Đê. Phong tục này giúp người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của nước trong đời sống thường ngày để bảo vệ giữ gìn. Việc tổ chức phục dựng lại lễ hội của đồng bào dân tộc Ê Đê tại huyện Krông Búc được cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện trong những năm qua đã góp phần khôi phục nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân tộc Ê Đê, làm sinh động thêm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện. Vào sáng ngày 2 tháng 4, Vietcombank chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai trương hoạt động máy post ATM tại khu vực trung tâm huyện Krông Búc. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đây là post ATM đầu tiên của Vietcombank tại huyện Krông Búc và post ATM thứ 3 của Vietcombank Bắc Đắk Lắk. Hệ thống máy post ATM ngoài chức năng rút tiền và chuyển tiền thông thường còn có các chức năng hiện đại khác như hỗ trợ khách hàng truy vấn thông tin, thanh toán hóa đơn, đổi mật khẩu và chức năng đặc biệt là rút tiền bằng mã QR. Không cần dùng thẻ, chỉ dùng app trên điện thoại thông minh để quét mã. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo huyện và giám đốc Vietcombank Bắc Đắk Lắk đã cắt băng khai trương, đồng thời trải nghiệm dịch vụ tại post ATM. Dự kiến đến cuối năm 2023, Vietcombank sẽ hoàn thành dự án trên toàn quốc. Từ đó, các cây ATM hiện nay sẽ được thay thế bằng các máy RATM hiện đại. Bên cạnh những chức năng nêu trên, còn có thể nộp vào đến hơn 100 triệu đồng trên một ngày, mà không cần phải đến ngân hàng. Qua đó, khách hàng có thể giao dịch ngân hàng 24/7, kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trước đây, người dân và cán bộ công chức viên chức, người lao động, khu vực trung tâm huyện Krông Búc phải đi trên 10 km mới có điểm giao dịch ngân hàng. Nhận thấy nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng cao, nhất là trong thời đại kỹ thuật số, công nghệ số ngày càng tiên tiến hiện đại. Do đó, Vietcombank Bắc Đắk Lắk đã phối hợp với các ngành chức năng huyện Krông Búc lên kế hoạch lắp đặt máy post ATM tại thôn Nam Tân, xã Chư Bô, trước trụ sở công an huyện, với mong muốn góp phần giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng nhất. Vừa qua, Hội Nông dân huyện Krông Búc tổ chức chương trình giải ngân vốn vay dự án sản xuất cà phê sạch tại xã Ea Sin. Tại chương trình, Hội Nông dân huyện đã thông qua quyết định về việc phê duyệt dự án cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, tổng nguồn vốn cho vay 150 triệu đồng. Chủ dự án là ông Trần Văn Ruân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Sin. Thời gian thực hiện 36 tháng, có 5 hộ gia đình được phê duyệt cho vay và được giải ngân tại chương trình, với số tiền mỗi hộ được vay là 30 triệu đồng, mức phí cho vay 0,7% một tháng. Nội dung dự án cho vay dùng để sản xuất cà phê sạch, các hộ gia đình trong dự án sẽ thực hiện trả lãi theo định kỳ hàng quý và trả gốc khi hết thời hạn vay vốn. Nguồn vốn cho vay được trích từ Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện do Ban vận động xây dựng quỹ hội thực hiện, vận động những năm qua. Cùng với sự chung tay hỗ trợ đóng góp, quỹ của cán bộ công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ công chức, công nhân, người lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp hưởng lương theo quy định hiện hành của nhà nước trên địa bàn huyện, hội viên nông dân, các hộ tiểu thương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện. Qua việc giải ngân vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Krông Búc đợt này, nhằm có sự hỗ trợ giúp đỡ thiết thực cho các hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đất Ea Sin để tạo ra các loại nông sản, hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao, hiệu quả trong thời gian tới. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội cho cán bộ hội cơ sở năm 2023. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề cơ bản bao gồm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, công tác văn phòng, tổ chức chính sách, công tác tuyên giáo, thi đua khen thưởng, công tác kinh tế hội và quản lý vốn ngân hàng chính sách xã hội, công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời, học viên được tham gia thảo luận, trao đổi với báo cáo viên về các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề triển khai tại đợt tập huấn cũng như trong công tác hội.
Với những nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ làm cơ sở để cán bộ hội vận dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào hành động tại địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh các cấp củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, Đảng ủy xã Cư Né tổ chức hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lĩnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề gồm hai phần chính, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ, việc vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người cán bộ phải tích cực học tập và tự trau dồi kiến thức, phải được huấn luyện và rèn luyện kỹ năng để trưởng thành. Là người có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao, phải có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, phải có tác phong, dân chủ, nói đi đôi với làm. Về công tác cán bộ, phải đánh giá đúng, phải huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện, phải sử dụng và bố trí đúng cán bộ, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Chư Bô tổ chức lễ công bố và ra mắt mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại Buôn E Nho, buôn đặc biệt khó khăn triển khai dự án 8. Tại chương trình buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bô về việc thành lập mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại Buôn E Nho. Trao quyết định cho đại diện các tổ và thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Theo đó, tổ truyền thông cộng đồng Buôn E Nho được thành lập với 8 thành viên do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Tổ hoạt động theo quy chế đã được ban hành với nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại, đồng thời tích cực nắm bắt tâm tư, tình hình đời sống của người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em gái nói riêng, tìm hiểu những định kiến và khuôn mẫu giới tồn tại trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ trẻ em tại địa phương. Việc thành lập và ra mắt mô hình Tổ truyền thông cộng đồng Buôn E Nho xã Chư Bô nằm trong chương trình triển khai các hoạt động thuộc dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em, buôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 3 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2023. Tại buổi khai mạc, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện đã triển khai giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất. Trong công tác học tập huấn luyện, cần nêu cao tinh thần kỷ luật, nghiêm túc học tập, nắm vững nội dung huấn luyện để đạt kết quả cao nhất. Tham gia huấn luyện, các chiến sĩ mới của 7 xã sẽ được học tập các nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, tình hình văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023, phòng chống âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay, dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Ngay sau buổi khai mạc, các chiến sĩ đã bắt đầu huấn luyện với các nội dung điều lệnh, đội hình đội ngũ. Dự kiến, đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất diễn ra trong vòng 15 ngày, từ 3 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2023.
Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krumbuk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.